Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình toàn cảnh bóng đá ngày 23 tháng 12 của Thuật Thể Thao. Lời tiên để cho Thuật Thể Thao xin chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Thuật Thể Thao trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn nhớ xem video thì có thể bấm like và subscribe cũng như là chia sẻ video cho Thuật Thể Thao để video có thể lan tỏa tới nhiều người hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những cái thông tin đáng chú ý về các kết quả các trận đấu của V-League. Trận đấu đầu tiên mà chúng ta nói đến đó là trận đấu giữa Khánh Hòa với câu lạc bộ Công an Hà Nội trên sân vận động 19 tháng 8. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà Khánh Hòa đang bị dồn vào thế chân tường rồi. Sau 6 vòng đấu thì họ chỉ mới có được 3 điểm thôi. Vì vậy là đội sân 19 tháng 8 đang rất cần chiến thắng, rất cần điểm để mà cải thiện cái thứ hạng của mình. Thì trên thực tế thì ở cái trận đấu với nhà đương kim vô địch thì Khánh Hòa đã chơi rất là quyết tâm. Tuy nhiên thì họ đã để thua sớm ở bàn thua ở phút 11 khi mà để cho Bùi Hoàng Việt Anh thoát xuống và ghi bàn bảy số trận đấu. Tuy nhiên thì đến phút 33 chính cái sai lầm của Bùi Hoàng Việt Anh đã giúp cho Khánh Hòa có bàn gỡ hòa đều và chỉ sau đó 4 phút nữa thôi thì vẫn chính tiền đạo mang áo số 22 đã ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho Khánh Hòa trước câu lạc bộ Hà Nội. Và trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Khánh Hòa đã chơi phòng ngự phản công rất là khó chịu và khiến cho nhà đương kim vô địch bế tắc và không ghi được bàn thắng nào nữa. Qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2 và đây là cái chiến thắng có thể coi là quý hơn vàng của Khánh Hòa, bởi vì chiến thắng này đến rất đúng thời điểm trong cái bối cảnh mà đội bóng này vừa thay huấn luyện viên và trong bối cảnh mà họ đang gặp rất nhiều khó khăn cả trên sân cỏ cũng như là trước đây là mấy vòng đấu gần đây, đó là về mặt hậu trường nữa. Nhưng mà bây giờ cái chiến thắng này nó đã giúp cho Khánh Hòa tạm thời xua tan đi cái bầu không khí u ám tại sân 19 tháng 8. Và mình tin rằng với cái tinh thần chiến đấu và cách đá như thế này của Khánh Hòa thì họ sẽ sớm trở lại với một cái bộ mặt nó tốt hơn. Tất nhiên thì Khánh Hòa vẫn sẽ đua trụ hạng thôi, nhưng mà cái chiến thắng này nó sẽ làm bản lề giúp cho Khánh Hòa có thể thi đấu tốt hơn nữa trong thời gian tới. Còn với Công an Hà Nội thì đội bóng của huấn luyện viên Gokyun vẫn chưa biết mùi chiến thắng ở V-League. Họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng dưới triều đại của huấn luyện viên Gokyun, mọi người nhá. Thi đấu 4 trận rồi và không có được chiến thắng nào cả, 2 trận hòa và 2 trận thua. Cái chiến thắng duy nhất của huấn luyện viên Gokyun khi mà dẫn dắt Công an Hà Nội đó là chiến thắng trước Hoàng Gia Lai ở vòng loại cúp quốc gia với tỷ số là 2-1. Và với thất bại này thì sau khi trở về vòng đấu sau thì trở về sân hàng đấy thì đối đầu với một đội bóng là Bình Dương thì cũng sẽ là một cái điều rất là khó khăn đối với câu lạc bộ Công an Hà Nội đấy, bởi vì chúng ta thấy rằng là Công an Hà Nội là bây giờ đang có phong độ không tốt, trong khi đó thì Bình Dương lại đang có phong độ quá là cao đi. Họ vừa ở vòng đấu trước họ đã thắng Nam Định, và vòng đấu này họ đánh bại thêm được cả Thanh Hóa nữa thì đúng là thực tế mà nói thì cực kỳ là khó khăn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng đấu tiếp theo đấy. Và trận đấu nữa cũng diễn ra vào lúc 18 giờ ngày hôm qua, đó chính là Bình Dương đã đánh bại Thanh Hóa. Như chúng ta vừa đề cập, Bình Dương đây là trận đấu họ đấu với Thanh Hóa, hai đội bóng đã thi đấu với cái lối đá và cái sự quyết tâm rất cao, hai đội chưa ăn miếng trả miếng và không ngần ngại va chạm. Trọng tài đã phải cắt còi khá nhiều trận đấu này, có rất nhiều pha bóng mà các trọng tài phải cắt còi để xử lý. Và cái bàn thắng duy nhất được ghi ở phút thứ 75 do công của Minh Trọng từ một tình huống đá phạt trực tiếp, thì Minh Trọng treo bóng vào trong vòng cấm địa thì không cầu thủ nào của cả hai đội chạm được cả, bóng thế xoáy vào gôn khiến cho thủ môn của Thanh Hóa cũng bất ngờ cơ, vì không nghĩ rằng cái tình huống đó bóng đã bay được vào lưới. Và sau khi nhận bàn thua thì Thanh Hóa đã dốc toàn lực cho cái mặt trận tấn công, thay rất nhiều những cầu thủ tấn công như Quốc Phương hay là Thanh Bình vào sân, Nguyên Hoàng cũng vào sân, nhưng cuối cùng cũng không có bàn gỡ được và đành chấp nhận với tỷ số là thua 0-1 trước Bình Dương. Và với trận thua này thì Thanh Hóa đã chính thức là không còn duy trì được cái thành tích bất bại nữa rồi. Trong khi đó thì Bình Dương với chiến thắng này thì đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm. Đấy. Và bây giờ họ tạo ra khoảng cách 3 điểm so với Nam Định và 4 điểm so với chính Thanh Hóa. Họ cũng tạo ra khoảng cách 6 điểm so với Hà Nội FC. Thì đây là một khoảng cách có thể nói là rất là an toàn đối với đội bóng này. Và ở vòng đấu tới đây khi làm khách của Công an Hà Nội thì với nếu thi đấu lì lợm và bản lĩnh như này thì Bình Dương hoàn toàn có thể nghĩ tới một kết quả có lợi trên sân hàng đấy. Trong khi đó thì trên sân hàng đấy thì Hà Nội FC đã gây thất vọng lớn khi để cho Hà Tĩnh cầm hòa với tỷ số 1-1 trong một cái trận đấu mà chúng ta thấy rằng là
hai đội bóng đặc biệt là đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã bế tắc trước một cái lối đá chặt chẽ của bên phía Hà Tĩnh. Hà Tĩnh họ đã rất hiểu Hà Nội FC và họ đã bày binh bố trận. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã để cho các học trò của mình thi đấu với một cái quyết tâm rất là cao và phòng ngự rất là chắc chắn, và họ đã tận dụng được sai lầm của hàng thủ bên phía của Hà Tĩnh. Sau đó thì ghi được bàn thắng mở tỷ số trước. Sau đó thì đến sang hiệp thi đấu thứ hai, phút 67 thì Denison đã gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC, và khoảng thời gian còn lại ép sân rất nhiều nhưng mà cũng không ghi được bàn thắng và đành chấp nhận hòa với tỷ số 1-1. Và với trận hòa này thì Hà Nội FC rất là phí, vì họ đang có chuỗi 3 trận toàn thắng, bây giờ lại để cho Hà Tĩnh cầm hòa. Thì sau trận đấu này thì huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có những chia sẻ rằng khi hòa trận này chúng tôi có chút buồn bởi không đạt được mục tiêu mong muốn. Câu lạc bộ Hà Tĩnh đã chủ động phòng ngự, trong khi đó Hà Nội FC có thời điểm thiếu tập trung nên phải trả giá, ví dụ như bàn thua đầu tiên. Gặp đối thủ phòng ngự sâu ở sân nhà và phản công như Hà Tĩnh, Hà Nội có thời điểm thiếu tập trung, luân chuyển bóng cũng chậm, chưa mạnh mẽ. Nếu xuống sâu được hai biên chúng tôi có thể tạo ra cơ hội tốt hơn. Ông Đinh Thế Nam cũng nói rằng Thành Trung, cái chân thương của Thành Trung thì chưa cập nhật được, còn Duy Mạnh thì hy vọng có thể sớm trở lại, cậu ấy đang hồi phục dần dần và chúng tôi sẽ kiểm tra thêm. Nói về trận đấu tiếp theo khi làm khách sân ở Hoàng Gia Lai thì ông Đinh Thế Nam nói rằng Hà Nội FC sẽ chuẩn bị từng trận một nên chưa thể nói trước được. Hoàng Gia Lai cuối bảng nhưng trong đá khó nói trước, chúng tôi sẽ phải làm khách, tôi sẽ đánh giá đối thủ và chuẩn bị lực lượng cho lối chơi cho trận đấu này. Còn bên phía huấn luyện viên Nguyễn Thành Công thì anh nói rằng là lúc này thì một điểm là một kết quả tốt đối với cá nhân tôi. Nhìn các cầu thủ Hà Tĩnh nỗ lực, tôi thấy rất cảm động. Họ làm tốt nhất ở thời điểm hiện tại, có ý thức cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi xác định khi đội thi đấu không tốt, tôi phải chịu trách nhiệm cao nhất. Nếu có thể bị sa thải cũng chấp nhận thôi. Tuy nhiên thì tôi vẫn được ban lãnh đạo và các cầu thủ tin tưởng, nên giờ chưa phải là thời điểm mà câu lạc bộ Hà Tĩnh thay huấn luyện viên trưởng. Như trên thực tế thì như Tuấn Thể Thao đã phân tích và đánh giá, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công là một người rất tận tâm với công việc và anh luôn làm việc với cái tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay mặc dù là đang gặp khó khăn và vẫn chưa có được chiến thắng nào đâu, bây giờ là 3 điểm 3 trận hòa đấy, thì nhìn chung là cái lực lượng như vậy thì mà đá như thế này là cũng tương đối là vất vả và cố gắng trong những vòng đấu tiếp theo thôi. Còn bây giờ có thay tướng thì cũng sẽ rất khó để mà Hà Tĩnh có thể bay cao được hơn, bởi vì với cái chất lượng đội hình như này thì anh Nguyễn Thành Công là cái người mà mình nghĩ rằng có thể làm tốt nhất rồi. Còn trận đấu trên sân Thống Nhất giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Sông Lam Nghệ An thì đây là một trận đấu hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng rất là hấp dẫn. Nói là hấp dẫn vì chơi đôi công với nhau, nhưng mà cái bàn thắng thì đến từ một cái tình huống mà cầu thủ của Sông Lam Nghệ An truyền về ở phút bù giờ mà thủ môn Văn Việt thì khi đó đã rời khung thành lên cao rồi, truyền về thì lại không để ý, cuối cùng là bóng lăn vào gôn trong sự bất lực của thủ môn Văn Việt và Sông Lam Nghệ An đã nhận bàn thua. Thì cái trận đấu này thì cái tỷ số hòa sẽ hợp lý hơn và công bằng hơn cho cả hai đội, nhưng mà dù sao thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có chiến thắng nhờ cái sai lầm của đối thủ, và Thành phố Hồ Chí Minh đã lọt vào top 4 rồi với 12 điểm sau 7 vòng đấu, một cái thành tích mà không nhiều người nghĩ rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm được như vậy, rất là tuyệt vời. Sau 7 vòng đấu thì tính đến thời điểm hiện tại thì Bình Dương dẫn đầu với 16 điểm và Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 4 với 12 điểm là cực kỳ tuyệt vời. Cái thông tin tiếp theo nữa đó chính là cái thông tin liên quan tới đội tuyển Việt Nam. Như chúng ta đã biết rằng ở vòng chung kết Asian Cup tới đây thì đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài trên đất Qatar, thì theo cái giá trị đội hình của 24 đội bóng tham dự thì theo định giá của Transfer Market thì giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam chỉ là 5,28 triệu euro, thấp nhất trong số 24 đội bóng tham dự Asian Cup 2023. Thậm chí là chúng ta còn thấp hơn cả Malaysia, đội là 6,78 triệu euro, Thái Lan là 7,93 triệu euro. Một thấp hơn những đội bóng như là Liban này 6,18, Ấn Độ 6,888, Hồng Kông Trung Quốc cũng 6,8, hay là Kyrgyzstan 6,05. Nhìn chung thì cái giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam này mình cũng không quan tâm quá nhiều và không đánh giá quá cao về cái giá trị đội hình này, trừ trường hợp của Nhật Bản với Hàn Quốc và Iran mới đội bóng mà có nhiều cầu thủ chơi bóng nước ngoài ra, thì những cái đại diện như Đông Nam Á hay là những đại diện của Tây Á, những cái nhóm hai của Tây Á thì so sánh giá trị đội hình Việt Nam thì mình cũng thấy không vấn đề gì cả. Đội tuyển Việt Nam lý do đội hình có giá trị đội hình thấp bởi vì chúng ta toàn những cầu thủ chơi bóng trong nước thôi, nên là cái giá trị đội hình họ cũng đánh giá cũng chưa đúng hết cái năng lực các cầu thủ Việt Nam đâu. Nếu như các cầu thủ Việt Nam mà chơi bóng ở nước ngoài mà phát huy được năng lực ấy, thì cái giá trị nó sẽ cao hơn, và có một số cầu thủ ở nước ngoài của các đội Indonesia hay Thái Lan thì cái trình độ cũng chỉ ngang ngửa với Việt Nam thôi, nhưng mà họ chơi bóng ở những cái nền bóng đá cao cho nên là họ được định giá rất là cao. Còn V-League của chúng ta
thì thể thao đánh giá là chưa định giá đúng hết cái năng lực và giá trị của các cầu thủ, cho nên là cái giá trị đội hình của chúng ta mới mới thấp như vậy thôi, còn không vấn đề về bàn cãi gì cả. Còn liên quan tới đội tuyển Việt Nam thì mới đây thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo về cái việc mà đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân. Như chúng ta cái thông báo trước đây thì sau vòng đấu thứ 8 là vào ngày 28 tháng 12 thì đội tuyển sẽ tập trung để chuẩn bị cho cái vòng chung kết Asian Cup 2023 và tổ chức vào tháng 1 năm 2024 tại Qatar ấy. Thì chúng ta sẽ tập luyện, nhưng mà mới đây nhất thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo lại là đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 31 tháng 12. Đấy. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chu sẽ có ít ngày tập luyện trong nước, sau đó di chuyển sang Qatar để đá một trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày vào tháng 1, vào mùng 9 tháng 1 thì phải, chúng ta để xem cái lịch còn lại hôm nọ là như là mình đưa vào ngày mùng 9 tháng 1 đúng không ạ? Thì chúng ta có một trận đấu giao hữu trước đó, sau đó là chúng ta sẽ đối đầu với những đối thủ có thể nói rất mạnh, Nhật Bản này, Iraq này và Indonesia. Chúng ta sẽ cố gắng để mà giành được cái suất thứ 3 có thành tích tốt nhất thôi, chứ còn để mà cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu với bảng đấu của chúng ta thì sẽ rất là khó khăn, sẽ không dễ một chút nào đâu. Xin chuyển sang một chút nhận định về các trận đấu của vòng 7 V-League diễn ra trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay thì sẽ diễn ra 3 trận đấu tiếp theo của vòng 7 V-League 2023-2024. Thì vào lúc 17 giờ đó là cuộc so tài của Quảng Nam với Hải Phòng. Vào lúc 18 giờ sẽ diễn ra hai trận đấu là Bình Định với Thành Công Viettel và Nam Định với Hoàng Gia Lai. Ba cái đội bóng, ba trận đấu ngày hôm nay thì trận đấu đầu tiên, chúng ta đều lưu ý một chút là ba các đội chủ nhà ngày hôm qua thì đều bất bại, và thậm chí là có ba đội là giành chiến thắng. Thì hôm nay có ba đội chủ nhà, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái trận đấu giữa Quảng Nam với Hải Phòng cái biến số nó cũng tương đối là lớn. Quảng Nam thì là tân binh mới lên hạng, nhưng mà cái chất lượng đội hình của họ là cũng ổn đấy, và lối đá cũng để mà so sánh và nhìn vào những đội khác thì mình thấy lối đá của Quảng Nam rất là mạch lạc và cũng có tính đột biến cao. Chỉ có điều là hàng phòng ngự của Quảng Nam là chơi cũng không tốt đâu, cũng hào phóng lắm, cho nên là cả Hải Phòng một đội bóng mà có những cái chân sút giỏi như Lucao thì và em Pandey ấy thì sẽ phải đề cao cảnh giác, đừng có mà để thua trước. Nếu như để thua trước thì cái nguy cơ vỡ trận là rất cao. Tuy nhiên thì bên phía Hải Phòng cũng có những cái điểm yếu của họ, hàng phòng ngự của Hải Phòng cũng không phải là hàng phòng ngự tốt, cho nên là Quảng Nam hoàn toàn có thể khai thác được. Và đặc biệt là mùa giải này Hải Phòng thi đấu sân khách không ổn cho lắm, vì vậy là cái trận đấu này thì mình vẫn đánh giá Hải Phòng cao hơn, nhưng mà cái nguy cơ cái trận đấu này có khả năng hòa là rất lớn. Còn trận đấu giữa Bình Định với Thể Công Viettel là một trận đấu cũng tương đối là khó đoán, bởi vì trên thực tế thì cái chất lượng đội hình thì đương nhiên là Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn rồi, còn Bình Định thì bị đánh giá thấp hơn, nhưng Bình Định lại có lợi thế sân nhà, và một cái lý do rất quan trọng là Bình Định đang có phong độ rất là ổn và cái lối đá của họ rất là khó chịu. Nếu như Viettel gặp những cái đội bóng mà chơi thiên về tấn công ấy, thì Viettel dễ đá hơn, nhưng mà gặp một đội bóng mà chơi thiên về thủ phản như Bình Định thì sẽ rất là khó và lâm vào bế tắc. Nếu như trận đấu này mà Hoàng Đức mà không tỏa sáng và tiền các hàng tiền đạo của Thể Công Viettel mà vẫn không nổ súng được thì để đánh bại được Bình Định là không dễ đâu, vì cái hàng tiền đạo của Bình Định là có mấy cầu thủ Tây mới đến mà cũng thi đấu rất là tốt đấy. Đấy, khả năng sát thương rất là tốt, cho nên là cái hàng phòng ngự của Viettel là mùa giải năm nay là cũng hớ hênh lắm, và mấy trận đấu vừa rồi là để thủng lưới liên tục đấy, cho nên là anh Thẻ Hoàng Khách em mới phải nhường cái ghế cho ông huấn luyện viên mới là Thomas Doly đấy. Đấy, cho nên là đây là trận đấu đầu tiên của ông huấn luyện viên này trên cương vị huấn luyện viên trưởng, cho nên là chắc chắn là mình thấy rằng là cũng sẽ quyết tâm. Còn cái lối đá thay đổi hay không thì sẽ rất khó, vì mới dẫn dắt được có mấy ngày thì để mà thay đổi hoàn toàn thì rất khó, nhìn chung vẫn dựa trên bộ khung và những con người như vậy thôi. Cho nên là trận đấu này nếu như Thể Công Viettel mà chơi tốt và phát huy được hết cái năng lực các cầu thủ thì với chất lượng đội hình của họ thì họ hoàn toàn có thể thắng được Bình Định, nhưng mà cái trận đấu này nếu như mà họ không cải thiện được thì cái khả năng họ bị cư điểm cũng rất cao. Còn trên sân Thiên Trường thì Nam Định sẽ gặp Hoàng Gia Lai, thì đây cũng là trận đấu mà chúng ta thấy rằng là cũng căng đấy, vì là Nam Định bây giờ là vừa sau trận thua Bình Dương vòng đấu trước thì đang rất cần 3 điểm để mà tiếp tục đua vô địch. Trong khi đó thì Hoàng Gia Lai cũng rất cần 3 điểm để mà đua trụ hạng, mà bây giờ Hoàng Gia Lai là đang đứng cuối bảng rồi đấy. Hà Tĩnh sau khi hòa Hà Nội FC là bây giờ là đẩy Hoàng Gia Lai xuống cuối rồi, bây giờ Hoàng Gia Lai ít nhất phải có 1 điểm thì mới đẩy Hà Tĩnh xuống cuối được. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái mục tiêu của Gia Lai là phải có 3 điểm cơ, nhưng mà để giành được 3 điểm trên sân Nam Định ở trận đấu diễn ra vào hôm nay là không hề dễ một chút nào đâu, bởi vì Nam Định họ
đang rất là quyết tâm, và với cái chất lượng đội hình của Nam Định thời điểm hiện tại thì để mà Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa được sẽ rất khó. Cái hàng thủ của Gia Lai mùa giải hôm nay tệ đi khá nhiều, trong khi đó thì hàng công của Nam Định lại rất mạnh với Rafenson, Henrio, Văn Toàn, Tô Văn Vũ và một số cầu thủ chất lượng khác nữa. Ngay cả những cầu thủ như Văn Đạt, Văn Điếc vào đá cũng vẫn rất là hay, cho nên là với hàng phòng ngự của Gia Lai thì cũng sẽ khó đấy. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong ngày hôm qua thì các trận đấu thì có hàng phòng ngự mắc sai số rất nhiều, và Nam Định hàng phòng ngự không phải là quá tốt, cho nên là nếu như mà Hoàng Gia Lai mà tận dụng được sai lầm của Nam Định mà ghi bàn được thì họ cũng hoàn toàn có thể tạo ra được cái bất ngờ vòng đấu này. Nhưng mà mình nghĩ rằng khả năng đó không cao đâu. Mình dự đoán Nam Định sẽ thắng Hoàng Gia Lai thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi Thể Thao lên những video mới nhất trên kênh này. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên kênh YouTube Thuật Thể Thao.